Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay 19 tháng 6, ở vùng biển giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa và Vịnh Thái Lan, đang có mưa rào và rông. Tại đảo Phú Quý và quần đảo Trường Sa, có gió giật mạnh cấp 7. Dự báo ngày và đêm 19 tháng 6, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông mạnh, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2 mét. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông mạnh, gió Tây Nam mạnh cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7-8 biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao, chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Theo tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai, Hiện tại, theo mô hình cập nhật dự báo thời tiết ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, do cơ quan dự báo khí hậu hạn vừa châu Âu thực hiện, từ khoảng ngày 24 tháng 6 trở đi, trên khu vực Bắc Biển Đông sẽ hình thành một áp thấp nhiệt đới. Cả ba mô hình dự báo GFS Mỹ, ECMWF châu Âu và CMC Canada đều dự báo có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới và mạnh lên thành bão ở khu vực quần đảo Trường Sa từ ngày 23 tháng 6. Nếu bão hình thành, nó sẽ đi theo hướng bắc tây bắc vào Vịnh Bắc Bộ ngày 25 tháng 6. Hiện tại đang có nhiều nhiễu động gió đông ở khu vực ven biển đông và biển tây của Philippines nhưng chưa có dấu hiệu hình thành vùng áp thấp nên tôi còn đặt dấu hỏi về khả năng hình thành bão. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy cho biết, những cơn bão hình thành trong biển đông thường sẽ di chuyển nhanh vào đất liền từ 2 đến 3 ngày sau khi hình thành bão. Dù bão có hình thành hay không thì biển cũng sẽ động mạnh ở khu vực Trường Sa, Hoàng Sa trong giai đoạn từ 22 tháng 6 đến 25 tháng 6. Tàu thuyền cần theo dõi dự báo để tránh các vùng biển động và tàu đánh cá hạn chế ra khơi giai đoạn này. Theo các chuyên gia khí tượng, thông thường theo đúng quy luật, khi ở khu vực Bắc Biển Đông hình thành bão đầu mùa, thì gió phơn, gió lào khô nóng ở miền Trung Lào và Thái Lan sẽ bị hút qua Việt Nam, gia tăng nắng nóng ở miền Trung. Hiện tại, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia chưa có thông tin về cơn bão này. Tuy nhiên, cơ quan này dự báo xa rằng từ nay đến tháng 9 năm 2024, trên biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 5 đến 7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 2 đến 3 cơn đổ bộ vào đất liền, cần đề phòng khả năng bão hoặc áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên khu vực biển Đông. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết trong tháng 6 năm 2024. Về xu thế nhiệt độ, nền nhiệt trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ âm 0 độ C. Riêng khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có nơi cao trên 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nắng nóng tiếp tục xảy ra tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn từ 10 đến 30% so với trung bình nhiều năm, các khu vực khác phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong thời kỳ dự báo, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có nhiều ngày mưa. Từ nay đến ngày mùng 10 tháng 6, những khu vực trên có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng. Tại các khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên mưa có khả năng gia tăng hơn cả về diện và lượng mưa. Về thời tiết nguy hiểm trên biển, sau bão số 1, trên biển Đông có khả năng xuất hiện thêm một cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới nhưng xác suất chưa cao. Trước đó, trong bản tin dự báo xu thế khí hậu thời hạn mùa, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo sau bão số 1, từ nay đến tháng 8 năm 2024, trên biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng từ 2 đến 4 cơn bão áp thấp nhiệt đới. Trong đó có khoảng 1 cơn đổ bộ vào đất liền. Số lượng bão áp thấp nhiệt đới trong giai đoạn tháng 6, tháng 8 trung bình nhiều năm trên biển Đông từ 5 đến 6 cơn, đổ bộ vào Việt Nam khoảng 2 cơn. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13 giờ, vị trí tâm bão số 1 trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 62 tới 74 km/h giật cấp 10, di chuyển theo hướng bắc với tốc độ khoảng 15 tới 20 km/h. Dự báo đến 1 giờ ngày 1 tháng 6, bão số 1 trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km h Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng, phía tây bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Khoảng 13 giờ cùng ngày, bão số 1 trên đất liền phía đông tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc hướng di chuyển không đổi, tốc độ khoảng 10 km h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhận đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Khu vực chịu ảnh hưởng, phía tây bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 2 tháng 6, áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía đông tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km h và suy yếu dần thành vùng áp thấp. Ngày 31 tháng 5, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm trên đất liền theo cơ quan khí tượng ngày 31 tháng 5 khu vực quảng trị quảng ngãi có mưa rào rông rải rác cục bộ có nơi có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10 tới 20 mm có nơi trên 40 mm tây nguyên và nam bộ chiều và tối ngày 31 tháng 5 mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 tới 30 mm có nơi trên 50 mm mưa rông ở tây nguyên và nam bộ khả năng duy trì trong nhiều ngày tới thời gian mưa tập trung vào chiều và tối theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 1 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới khoảng 23,3 độ Vĩ Bắc, 112,6 độ Kinh Đông trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 6, từ 39 đến 49 km h giật cấp 8, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 10 km h Đến 1 giờ ngày 2 tháng 6, vị trí tâm áp thấp ở 24,7 độ Vĩ Bắc, 114,5 độ kinh đông, trên đất liền phía đông tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ 10 đến 15 km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp. Vùng biển phía tây bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông mạnh chiều và tối nay, mùng 1 tháng 6, còn có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8 biển động. Nhận định tình hình khí tượng thủy văn tuần tới trên các khu vực như sau. Khu vực Bắc Bộ từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 2 tháng 6, có mưa rào và rông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn. Từ chiều tối ngày mùng 2 đến ngày mùng 3 tháng 6, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 6, có mưa, mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 6, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ, có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên phổ biến từ 1 đến 3 mét. Khu vực Trung Bộ, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 6, ngày nắng, riêng từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 4 tháng 6, có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rông cục bộ. Từ đêm mùng 4 đến mùng 7 tháng 6, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rông rải rác, cục bộ có mưa to. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rông cục bộ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Mực nước các sông ở khu vực Trung Bộ biến đổi chậm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 6 ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Mực nước các sông ở khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Các sông Nam Bộ giao động theo thủy chiều. Khu vực Hà Nội, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 2 tháng 6 có mưa rào và rông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn. Từ chiều tối ngày mùng 2 đến ngày mùng 3 tháng 6, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rông rải rác. Từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 6 có mưa, mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, Malixi, nên trong đêm mùng 1 và sáng ngày mùng 2 tháng 6, trên vùng biển phía tây bắc của Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao từ 2 đến 4 mét. Từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 3 tháng 6, độ cao sóng tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, có xu hướng giảm dần, giao động từ 1,5 đến 2,5 mét. Từ ngày 4 tháng 6 đến ngày 7 tháng 6, độ cao sóng tại các vùng biển có xu hướng ổn định, giao động từ 1 đến 2 mét. Riêng khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông, sóng duy trì từ 1,5 đến 2,5 mét.